Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm nay Rema xin tiếp tục giới thiệu đến cả nhà những mẫu bọc ghế đẹp, nhất là và mẫu nơ đẹp để cho quý nhà hàng tiệc cưới, quý nhà rạp có nhu cầu để ủng hộ cho Sinh Nhi nhé. Đây là cái mẫu nơ màu hồng bên Sinh Nhi may, đây là nơ rời nha quý vị nha. Một tông màu hồng rất là dễ thương, vô cùng dễ thương luôn. Đây. Em sẽ quay cho cả nhà xem. Còn đây là cái bọc ghế bên em may với tông màu trắng nè cả nhà mình. Một mẫu bọc ghế với tông màu trắng ha. Và em sẽ cho cả nhà xem cái ghế bên em may nó rất là ôm, rất là đẹp. Đây, đây là một cái mẫu ghế mà của khách hàng của em đã bị sờn hư cũ và bị rách nhé. Nếu quý khách hàng, quý nhà rạp, quý nhà hàng tiệc cưới có nhu cầu có những cái ghế mà nó đã bị hư hỏng thế này rồi, đừng có vội vứt đi lãng phí lắm, hãy gọi cho em nhé. Đây, hãy gọi cho Sunny. Đây là cái mẫu bọc ghế mà Sunny sẽ bọc thử cho cả nhà mình xem. Mẫu bọc ghế bên Sunny may rất là đẹp, rất là ôm, rất là chắc chắn luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn luôn. Mà lại rất là xinh nữa chứ. Mà em may cho khách là cái nơ rời á quý vị. Cho nên là mỗi tiệc, mỗi một cái tiệc là mỗi một cái tông màu nơ khác nhau. Mỗi một màu nơ khác nhau thì nó rất là đẹp rồi. Rất là sang chảnh rồi đúng không ạ? Đó, cả nhà nhìn thấy cái mẫu bọc ghế bên em may nó ôm. Thì bọc lại nó rất là ôm cái ghế này cả nhà mình. Đây, mẫu ghế bên em may ôm, rất là ôm nè, kéo lên kéo xuống không bị bật nè ha. Khi khách ngồi khách có lắc qua lắc lại không hề không bị bật nữa này nha cả nhà mình, rất là đẹp nè. Trời ơi rất là đẹp luôn đó quý vị ạ. Đó, cả nhà nhìn thấy cái ghế bên em may nó rất là ôm, rất là chắc chắn ha quý vị ha. Khi mà khách ngồi lên và sẽ không bị tuột, không bị rời ra khỏi cái ghế đây. Còn cái nơ đây là nơ màu xanh. Này em để cho cả nhà nhìn thấy rõ. Đây là cái nơ màu xanh nè. Cũng là một cái nơ rời ha quý vị ha. Em sẽ chồng lại cho cả nhà xem. Bọc lại. Cái này dễ lắm quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thích cái mẫu nơ nào thì chúng ta bọc lại cái mẫu nơ đó thôi. Rất là đẹp luôn ạ. Em sẽ quay cho cả nhà xem. Mỗi một cái nơ là một cái tông màu rạp khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta muốn đi một cái nền nhẹ nhàng, màu xanh nhẹ nhàng, màu xanh ngọt ngào, thì chúng ta sẽ thay một cái nơ khác, nó sẽ ra một cái mẫu khác nè. Đúng không quý vị? Em sẽ nâng lên cho cả nhà xem cho rõ ha. Đây, nơ bên em may nè. Cả nhà thấy đẹp không? Sắc sảo không? Nét không? Đấy, Sơn Nhi á, Sơn Nhi là luôn làm hài lòng tất cả các khách hàng. Dù là khách hàng kỹ tính nhất, khó tính nhất, em vẫn phục vụ và vẫn luôn làm hài lòng khách được. Đây là cái nơ màu xanh ha quý vị ha. Rồi còn đây là cái nơ màu cà phê. Một cái tông màu rất là sang chảnh luôn, làm mây làm gió cho giới trẻ chúng em. Đây là cái mẫu nơ này. Em bọc lại cho cả nhà xem. Đẹp không quý vị? Sang chảnh không ạ? Một cái màu nơ gì mà nó sang chảnh lạ thường, đẹp lạ thường đúng không quý vị? Đó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và sang chảnh là đây nha. Đây, quay lại đằng trước đây. Đó, đằng trước. Và em ngồi thử cho khách xem á. Khi khách đi dùng tiệc, khách ngồi nè, khách ngồi nè, đứng lên sẽ không bị nhanh cái ghế nè, không bị cuột cái ghế nè quý vị nha. Hãy gọi cho em nha, em sẽ tư vấn cho khách từng mẫu một, từng mẫu nơ. Đây là cái mẫu nơ màu cà phê, còn đây là cái mẫu nơ màu đỏ nè, mẫu nơ màu đỏ nè quý vị. Nơ màu đỏ ha, đẹp không quý vị ơi? Quý vị thích nơ màu gì thì xin hãy gọi cho em nhé. Mỗi một cái rạp cưới, mỗi một nhà hàng là có một cái màu nơ khác nhau, một phong cách khác nhau. Em sẽ tư vấn và may theo cái phong cách của nhà rạp, của quý nhà hàng. Đây, em sẽ quay về cái nhà nhìn thấy cái một ghế cái nơ bên em may đẹp sắc sảo chưa? Đó, rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn.
Còn chần chờ gì nữa ạ? Quý khách hàng có nhu cầu về mẫu một ghế đẹp xin hãy ủng hộ cho Sunny nhé.